TOEFL Primary Step 1, Book 1. Chào các em, trong buổi học hôm nay chúng ta cùng học bài Unit 3 at the Library. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu phần thứ nhất, phần về từ vựng nhé. Nào, từ thứ nhất, Librarian, người thủ thư. Nào, ở đây các em nhấn mạnh vào âm tiết số 2, Librarian. Nào, từ thứ hai, thư viện, Library, Library. Đây là một từ có 3 âm tiết và em nhấn mạnh vào âm tiết đầu tiên. Em nói to hơn, rõ hơn và dài hơn. Library. Các em có thể nhìn thấy ở bên cạnh đây. Đây là phiên âm quốc tế của từ tiếng Anh tương ứng. Và chỗ nào mà cô đánh dấu phẩy bên trên, nghĩa là ở đấy là âm mà em cần phải nhấn vào. Nào, từ tiếp theo, book. Book. Ở đây cô có một lưu ý dành cho em. Đấy là em cần nói được bật âm k ở cuối. Book. Magazine. Đây là từ tạp chí. Library card. Library card. Đây là thẻ thư viện. Library card. Em nhớ chữ C ở trong từ card được phát âm là k. Library card. Library card. Ok, nào từ tiếp theo. Book report. Book report. Quyển sách theo dạng báo cáo. Sách báo cáo. Book report. Read the book. Read the book. Đây là động từ đọc một cuốn sách. Overdue. Overdue là bị quá hạn. Fill out. Fill out là điền vào. Ví dụ như là fill out the form là điền vào bảng yêu cầu hoặc điền vào đơn đề nghị. Fill out the form. Check out. Check out là mượn sách. Ví dụ như khi em đến thư viện và em chọn một vài quyển sách, sau đấy em muốn mượn những quyển sách này về nhà, thì cái động tác mà em đăng ký với thư viện rằng em muốn mượn những quyển này về nhà được gọi là check out. Check out. Và đây em nối âm check out. Nào, từ tiếp theo, return a book. Sau khi em đã mượn sách rồi, em đọc sách xong rồi và đến ngày em cần phải trả, thì em cần phải đến thư viện và return a book và trả quyển sách đấy lại cho thư viện. Return a book to the library. Look for a book. Look for a book là tìm một cuốn sách nào đấy. Ví dụ như cả một cái giá sách nhiều như thế, bây giờ em cần phải tìm một quyển sách, thì em dùng từ I'm looking for a book. Từ tiếp theo, newspaper. Đây chính là từ báo đây. Newspaper. Các báo như là báo Nhi Đồng hoặc báo Họa Mi, bản in mà em thường vẫn hay nhận được đấy. Newspaper. Từ tiếp theo, checkout desk. Đây là cái bàn mà em đến để em đăng ký với người thủ thư là em muốn mượn quyển sách về. Bàn làm việc của người thủ thư mà em đến để đăng ký mượn sách về được gọi là checkout desk. Nào, pay. Pay là một động từ nói đến việc chi trả. Ví dụ như em mượn sách và những quyển sách đấy em không được mượn miễn phí thì em phải trả tiền. Thế thì là you need to pay for the book. Từ tiếp theo, tính từ quiet. Quiet là yên tĩnh, yên lặng. Đây là một từ có 2 âm tiết và các em nhấn mạnh vào âm tiết đầu. Quiet. Quiet. Noise. Noise. Và đây có một lưu ý, vần SE các con đọc là Z. Noise. Tiếp tục, late fee là phí trả sách muộn. Ví dụ như đến ngày, đến cái due để em cần phải trả sách rồi, tuy nhiên em trả muộn hơn, vì thế em sẽ bị phạt phí, và cái phí đấy gọi là late fee, là phí trả sách muộn. Available. Available. Có sẵn cho con mượn thì nó là available. Và đây là một từ có 4 âm tiết và con nhấn mạnh vào âm tiết số 2. Available. Nào, từ cuối cùng, due date là ngày đến hạn. Ví dụ như con mượn sách chỉ được trong 1 tuần thôi, thì 1 tuần sau sẽ là ngày due date của cuốn sách đấy. Thank you and goodbye.